Chào anh em nhé. Hôm nay mình tranh thủ mình review cho anh em xem một cái cây. Đây là cây cẩm thị nhá. Nhìn khá là to. Đi điện Việt Nam. Cước 3 đồng 49 nghìn. Giờ mình sẽ tháo ra. Review cho anh em xem cái sản phẩm này. Lý do là muốn review cho anh em để anh em biết. Mỗi một người bán hàng sẽ đều có một cái quan điểm khác nhau. Đấy, bây giờ mình sẽ tháo ra, mình sẽ review cho anh em xem. Nói thẳng lên nha, là cây thì mình mua rất là nhiều. Đây là ốc mua, đây là ốc có hàng. Những cái tác phẩm đó rất là hợp lý. Cấp dịch vụ ok, uy tín. Mình sẽ review để cho anh em biết để anh em mua, tránh khỏi mua phải những cái sản phẩm không hợp lý. Đây là một cây cẩm thị. Đây, chi cành này thì cây này họ cắt các cái đầu cắt này là gần như là nó không có sẹo. Thì phần tay trái là phần bỏ đất, mình sẽ tháo lên cho nó xem. Những cây này thì có thể là đang dâm ủ ở thôi. Và họ nhổ lên bán cho chúng ta, không phải cây mới cây khác này. Thì mình thấy là những cái tay cành này, những cái chốt này nó là chốt mới. Đây là mình nói là cũng có thể thôi nha, còn cái vấn đề này, thực tế thì mở ra mới biết được. Đây, cây cắt đế dễ ở đây mà không có chất trồng, không có cái gì cả. Đây, dưới này thì lọt một ít chấu này, rất là cùi bắp luôn. Đây, bây giờ mình sẽ tháo được ra, mình review cho anh em cận cảnh. Đây là cái sản phẩm này để cho anh em biết lần sau anh em mua hàng. Đây về thì nó khô cong khô queo nha. Đấy, đây nhá, nguyên bản nhá, để mình review cho nhau xem để cho em biết. Được chưa? Đây, cái cành này nó cũng rời khỏi cái vị trí của cái rễ này, nhìn nhá. Đây, thì đối với những cái dòng cây như này thì thử hỏi là liệu nó còn sống không. Rồi, chuyển đi ra cho khách này. Đấy, không đầu rễ, không có một cái gì để bảo vệ cái mảnh đất, thì cái phôi này nó rất là khó có thể mà tồn tại được. Nói như vậy cho anh em biết để anh em nếu có mua hàng thì anh em phải nên cân đối trước khi mua. Với mình thì những người nạp cây thì đối với mình những cái trường hợp này thì nó cũng là một ca rất là khó ấy.
khó để xử lý. Nhưng mà với những anh em khác ấy, thì không thể xử lý nổi. Những anh em khác và trên cây là sẽ không xử lý nổi cái phôi này, vì cái phôi này nó không có bầu đất zin này và nó bị khô như này. Thì cái việc đầu tiên là mình sẽ phải xử lý lại cái cốt cành. Như anh em thấy là cây này như là một cái cây vứt đi, khô quắt khô queo này, mà bán được thì cũng là cả một cái vấn đề. Quá chán luôn, thực sự là cực chán luôn chứ không phải là quá chán luôn. Anh em mà gặp phải những cái ca như này, những cái ca khó như này thì anh em chắc chắn là anh em chỉ có tiền là vứt đi, không có một lý do để anh em làm xấu cái cây này. Chậu chậu này mình sẽ trước khi mình đã tính toán rồi, mình sẽ trồng cái chậu này. Đây nhà mà chưa một sai, nhà một sai và phải có tâm. Chuyện làm như này thực tế là nó là nó rất là mất cái quan điểm của người trên cây. Có nói sai nhé, tất cả những cái đoạn không ok cắt đi. Cây nó đã suy rồi thì nó không còn sức nữa thì rất là khó cứu. Anh em phải lưu ý về vấn đề này.
hết sức nguy hiểm cho mình. Cái này nó quá khô rồi nên là nó thật với nhau là một chia sẻ thấp, chia sẻ hết những cái gì mà mình cho là nên làm hay nên làm. Cái phôi không có bầu mà lại bằng đi thì lại vô tâm đến độ không, không nỡ để cho cái chất chồng ở trong này. Không nữa cho một tí chất trồng vào trong. Okay, đó. Không có quyền gì nào cảnh nó khó hết rồi còn đâu nữa mà làm. Anh em xem nhé, không nhận ra cái bản mình nói sai sự thật. Cây khô này kéo khô bắt lại như này. Bán lấy tiền yeah.
Sống ở cái thôn như này thì không phải ai người ta cũng làm được. Chơi cây hiểu biết về cây sẽ tháo ra và mình chỉ riêng cho anh em xem. Đây là những cái phần chống cái sơ dừa của cổ cho cái cây khô nha. Chấu sơ dừa, chỗ đốt sơ dừa này cộng ít cái chấu gọi là ôi dồi ôi của ông bạn nhà ông ấy, ông bốc vào đây, bốc lên gió ông ấy, ông ấy nháo nhào ông bán mình. Mình sẽ cố gắng mình làm cho nó tốt cái phôi này, giữ lại để cho nó hồi lại. Chứ còn nói thật với các bạn là rất là khó để mà sống được cái phôi này. Rất là khó sống của tôi là luôn. Nhưng mà hôm nay mình chia sẻ cho anh em này là để cho anh em biết nếu anh em không có những cái thuốc hỗ trợ kích thích phôi mà anh em mua những cái phôi như này này thì chắc chắn là anh em sẽ vứt đi thôi, chứ cũng không thể làm cách nào anh em cứu được cả. Không có một cái tài nào cứu được cái phôi như này. Không có một cái tài nào cứu được.
quá dở. Mình làm phôi rất là nhiều năm kinh nghiệm, nhưng mà gặp những cái phôi như này ở đâu là một ca hiếm có, khó gặp. Anh em thấy chưa, cây không bổ đất nha, vết cắt thì không có keo sẹo. Thì thử hỏi là cây di chuyển đường dài mất nước thì cây nào chẳng chết. Thế rồi mình đã tạm xử lý tạm về cái vấn đề này, chỉnh sửa lại cái phôi. Mình sẽ phải keo sẹo này, rửa sạch đi, vệ sinh lại, sau đó mình bôi keo sẹo. Đợi các bạn đợi một chút nhé. Yeah.